bằng su cha ri tăng cha rê tham ma cha ri su khăn sê tế ác miên lô kê bá răng hí cha nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này và đời cả đời này đời sau. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần, giới tâm định, giới tâm tỉnh định tinh cần, sống đời an lạc, đời gần đời xa. Bản phổ thơ của Như và cảm ơn mời bàn tay của Sittina. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 168. Uttithe nappamacche yathammang sucharitam chare dhammacari sukang seti asmin loke pamhicha. Uttithe nappamacche yathammang sucharitam chare dhammacari sukang seti asmin loke pamhicha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Un tin thế nam pa man je ya tham mang su ta ni tang cha re tham ma cha ri su kang se ti as lo ke pa ram hi cha. Un tin thế nam pa man je ya tham mang su cha ni tang cha re tham ma cha ri su kang se ti asmin loke param hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh, lắng yên tục trần, giới tâm tĩnh định, tinh cần, sống đời an lạc, đời gần đời xa. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý bà, quý cô tu nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức, kính lễ cô Như Pháp. Dạ kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn rằng đồng đã cho biết nghe rõ. Dạ hôm nay cũng mới nghe huynh Quách Thanh Á chúc thượng tọa Minh Hạnh sinh nhật thượng tọa Minh Hạnh, thì con cũng kính chúc sư được nhiều sức khỏe trong 2022 và chúc sư luôn an lạc cát tường để đến với đạo tràng chúng con. Dạ, dạ kính lễ đại đức Tịnh Đạt mới vừa rum. Dạ bây giờ con xin kể kinh cú số 168. Dạ cảm ơn huynh Quách Thanh Á. Uttithe nappamacche yathammang sucharitam chare dhammacari sukang seti asmin loke paramhicca. Uttithe nappamacche chay ya tham mang su chat di tang cha re tham ma cha ri su khang se ti as min lo ke pa ram hi cha u tit te na ba ma chay ya tham mang su cha ri tang cha re dhammacari sukhang seti
Asmin loke paramicha utin utitena pamachaya dhammang sucha hitang chare dhammachari sukhang cheti Asmin loke param hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Uttithe nát bám mắt chay giá tham mang su chất y tăng chất rê tham mắt cha ri su khăn se tí min lo ke bát ram hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh, lắng yên lục trần tục trần, giới tâm tỉnh định tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong và bây giờ đã thấy tín hiệu của Huynh Quách Thanh Á. Dạ, kính mời Huynh ạ. Sa thu sa thu lần thầy của tu nữ Tuệ Duyên. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya, kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng chẳng đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh Pháp Cú số 168. Uttite na pamacaya dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asmin loke paramhicha. Uttite na pamacaya Thamang sucaritang care Thamacari sukhang seti Asming loke paramhicha. Uttithena pamacaya Thamang sucaritang care Thamacari sukhang seti Asmin loke paramhicha. Uttithena pamacaya dhammang sucaritang care dhammacari sukhang seti asmin loke paramhicha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Có người khất sĩ la trang nghiêm, trì bình chánh hạnh, lắng yên tục trần, giới tâm tịnh đĩnh tinh cần, sống đời an lạc đời gần đời xa. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Nam mô Buddhaya. Dạ, con xin được xuống mấy cả kính mời cô tu nữ Như Pháp ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Vách Thanh Á. Dạ, con lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh đó. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính lãnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Phật Tăng. Con tu nữ Như Pháp thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tỷ Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Cảm ơn cô Rằng Đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ với bà, với cô tu nữ. Như Pháp kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Như Pháp kính chào với anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con nghe được hôm nay là
sinh nhật của Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ con xin dâng phước nào con đã tạo được trong những ngày xa xưa cũng như những ngày gần đây, nhất là phước tạo phục vụ trong rơm Pháp Cú Kinh Chuyên Đề. Con thành tâm dâng đến Thượng Tọa Minh Hạnh, mong rằng phước này trợ duyên cho sư thân tâm được an lạc và thành tựu đạo quả như ý nguyện. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng rung Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, chúng con thành kính cầu mong Thượng Tọa thân tâm lúc nào cũng được an lạc và sức khỏe thì đầy đủ để ngày nào sư cũng vào đạo tràng với chúng con. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, bây giờ thì con xin phép được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 168. Dạ, cảm ơn Huynh Quá Thành Á đã cho bài học. Dạ, sa thú chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh rất là nhiều. Dạ, con xin được ôn bài học ngày hôm nay ạ. Út tích thề nan nắp mắt chạy giá thầm mặn su cha ri tăng cha rề thầm mắt cha ri su khăn xê ti ác mình lợ kê ba rầm hi cha. Út thích cha nắp ba mắt chạy giá thầm mặn su cha ri tăng cha rề thầm mắt cha ri su khăn xê ti Asmin lo kê ba râm hi cha. Nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Và đây là bản chuyên ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ục thịt thay nắp bà mạch chay da thậm năng sư cha rì tặng cha rê thầm mã cha rì sự khăn xê tí ác minh lơ kê bà rằm đi cha. Ục tích thê nắp bà mạch chay da thậm sư cha trì tăng cha rê thầm mã cha rê sự khăn xê tí ác minh lơ kê bà rằm hi cha. Có người khất sĩ trang nghiêm trì bình chánh hạnh lặng yên lục tục trần giới tâm tịnh định tinh cần rộng đời an lạc đời gần đời xa. Dạ, đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức và như pháp kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, ông hộ con còn 4 phút mà con chưa thấy có bàn tay nào đưa lên. Dạ, nếu sư hoan hỷ cho chúng con học bài trước thì con xin phép được thỉnh pháp sư. Dạ, đại đức Tịnh Đạt có sẵn sàng chưa, có trước máy không ạ? Dạ, con kính thành kính tri ân sư. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ chuyên phong ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 168. Như pháp kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Binh Quát Thanh Ná, cô Sạn Đông. Cô Cẩm Vân, Tina đã hoan hỷ ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 168. Dạ, bây giờ thì đã đến giờ học bài mới. Dạ, cảm ơn Huynh Bát Thanh Á đã cho bài học. Như pháp kính mời đạo tràng cùng với Như pháp lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải bậc ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato samma
thiên Phật ngầm người khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Việc lầm ở đạo dạy đời, nhắm phương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như, được nếm hương hưu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hà giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thấy không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng. Tình này thuyết pháp nơi đàn tự bi, chúng sanh rồi khắp chúng đi, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Gia và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng dương sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 169. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân Minh Thánh Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Dạ, con kính lễ chư tăng đến tọa thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Đức cùng quý vị đã tham gia diễn đàn pháp của kinh. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, hôm nay thì ngày thứ sáu ngày 18 tháng 2, diễn đàn pháp của kinh chúng ta sẽ tiếp tục với bộ pháp cú câu 169. Phẩm lô cao quốc cá phẩm thế gian. Dạ, bây giờ tất cả các vị đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Chư tăng và các vị, chúng ta cùng lãnh lễ tam bảo. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia. Một lần nữa con kính lễ chư tăng và tất cả quý vị hiện diện diễn đàn pháp cú kinh. Ngày hôm nay thì diễn đàn pháp cú kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn pháp cú số 169 trên tổng số 423 câu phẩm Lokavakka, phẩm thế gian. Câu kệ ngôn pháp cú số 169 có nội dung như sau. Thammang cha re su cha ri tăng na tăng du cha ri tăng cha re thamma cha ri su khang se ti asamin loke paramicha. Thammang cha re su cha ri tăng na nang du cha ri tăng cha re thamma cha ri su khang se ti asamin loke paramicha. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc,
cả đời này đời sau. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cũng như là bản Việt ngữ văn xuôi của Ngài Indachana Chánh Thân. Nên thực hành pháp một cách tốt đẹp, không nên thực hành việc ấy một cách sai trái. Người có sự thực hành pháp sống an lạc trong đời này và đời sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 169 này. Tham cha re su cha ri tăng na tăng do cha ri tăng cha re tham cha re su khang se ti asamin lo ke param hi cha. Câu đầu tiên, tham mang cha re su cha ri tăng, nên thực hành pháp một cách tốt đẹp. Tham mang có nghĩa là pháp. Tham măng có nghĩa là pháp. Cha rê Cha rê có nghĩa là thực hành, hay là cái hạnh á. Sucharitang. Sucharitang là chúng ta đã là một cách tốt đẹp. Nếu mà dịch rõ thế là chicharati đó là cái thực sự thực hành. Cộng với lại cái tiếp đầu ngữ su là một cách tốt đẹp. Chúng ta có thể nói rằng sucharitang là chánh hạnh. Có sự thực hành tốt đẹp, đúng đắn. Câu thứ hai, na tăng duchari tăng chare. Na tăng duchari tăng chare. Ná ở nghĩa phủ định có nghĩa là không. Tăng là một cái đại từ, việc ấy. Duchari tăng. Sucharitang thì ngược nghĩa với cái từ sucharitang, một cách sai trái hay là tà hạnh. Một cách sai trái hay là tà hạnh. Chare là cái đời sống hay là cái, chúng ta nói là cái hạnh ha. Câu kế tiếp, Thammachari sukhang seti. Thammachari sukhang seti.
Dhammachari là người sống theo pháp hay là người thực hành theo pháp? Dhammachari, người sống theo pháp hay là người thực hành theo pháp? Hay là người có cái đời sống theo pháp? Sukhang là an lạc, hạnh phúc. An lạc, hạnh phúc. Xê tí. Cái từ xê tí ở đây thì nó có nghĩa đó là có những cái hoạt động quay nghi mà theo pháp thì chúng ta cho cái nghĩa đây là sống. Câu cuối cùng, Asamin Loke Paramhicca. Asamin Loke Paramhicca. Asamin Loke là đời này. Asamin là này. Loke là thế gian hay là cái cuộc đời hay là cái kiếp này. Đời này, kiếp này. Paramhi, paramhicca, paramhi là khác. Từ paramhi này nó cũng đi chung với từ loke là paramhi. Trong mặt đơn nó loke là đời khác hay là đời sau. Chữ chá có nghĩa là và. Đời này và đời sau. Paramhi là khác mà cũng có nghĩa là đời khác hay là đời sau. Dạ, như vậy thì chúng ta vừa sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 169. Và một lần nữa thì câu kệ ngôn pháp cú số 169 có nội dung như sau. Hamang chare su chari tang na tang du chari tang chari thamma chari su kang se ti asamin loke paramhicca. Hãy khéo sống chánh hạnh, chớ sống theo tà hạnh. Người chánh hạnh hưởng lạc cả đời này đời sau. Hay là bản Việt ngữ của ngài giải thích: có người khất sĩ trang nghiêm, trì bình chánh hạnh lắng yên tục trần, viễn ly tà hạnh ác nhân, sống đời an lạc đời gần đời xa. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu kệ ngôn pháp cú số 169 này có cùng một cái duyên sự với câu kệ ngôn pháp cú số 168. Thì nó kết tác duyên sự liên quan đến đức vua Suddhodana, hay liên quan đến lần về thăm lại cố hương của Đức Phật, gồm có hai câu kệ ngôn số 168 và số 169. Và ngày hôm nay chúng ta học đến câu kệ ngôn pháp cú số 169. Như vậy thì chúng ta đã được nghe ở cái bài học trước về cái nội dung duyên sự. Tuy nhiên, để cho đầy đủ cái bài học thì chúng ta sẽ nhắc lại. Nhóm kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi ngài ngự tại thành Kapilavastu. Đó là cái nơi cố hương
của Đức Phật đề cập đến Đức Vua Suddhodana là vua cha của Đức Phật, là vua cha của Đức Phật. Kính thưa quý vị, khi mà được lời thỉnh cầu trở về cố hương, Đức Phật cùng với chư tăng đã lên đường trở về từ Rajakaha, trở về Kapilavastu, một đoạn đường rất là xa, và Đức Phật và chư tăng đã tuần tự du hành từ Rajakaha về Kapilavastu. Khi mà về gần tới kinh thành Kapilavastu thì trước khi đi vào trong cổng thành, thưa quý vị rằng Đức Phật và chư tăng đã dừng lại ở ngoài thành tại một cái khu rừng có tên là Nirodharama, khu rừng với nhiều cây cổ thụ bóng mát. Và cái khu rừng này thì cũng là cái nơi mà nhiều cái vị tu sĩ, những cái vị đạo sĩ cũng thường lui tới đây khi mà Đức Phật và chư tăng trên đường trở về Kapilavastu thì đã dừng chân tại cái khu vườn Nirodharama này. Và khi mà hay tin rằng Đức Phật đã về gần tới kinh thành và đang dừng chân ở ngoại thành, Đức Vua Suddhodana là vua cha cũng như là các cái người trong hoàng tộc cũng rất là nhớ nhung Đức Phật, và được một lần để đến thăm viếng. Nhưng mà trong những người đi đến để mà viếng Phật thì vì là những bậc đế vương, những người có giai cấp địa vị cao ở trong xã hội, cũng như là những bậc tiền bối so với tuổi, cũng như là trong thân bằng quyến thuộc, thì những cái người này là những người cao niên trưởng lão, cho nên họ có một cái suy nghĩ rằng Đức Phật dầu là ai đi nữa thì cũng chỉ là cái vai vế, cũng chỉ là con cháu mà thôi. Cho nên khi mà đi đến viếng Phật thì họ không có đi đến với một cái tư cách là một cái người tỏ hết tấm lòng để mà cung kính. Họ chỉ đến viếng từ xa chứ không lại gần. Thì cái cuộc hạnh ngộ lần đầu tiên khi mà Đức Phật thành đạo cho đến lần về cố hương với bao niềm cái cảm, nhưng mà còn vướng mắc bởi cái tình thâm cũng như là những cái cách nhìn về cái cách xã hội. Và chính vì cách nhìn của cái địa vị hay là giai cấp trong xã hội đó làm cho một cái ngăn cách cản trở, cũng như là tạo cái còn những cái vướng mắc, những cái ngã mạn cống cao về cái địa vị xã hội, cho nên cái cuộc hạnh ngộ đó chưa thật sự đã diễn ra. Và kể từ khi mà Đức Phật ngài nhận ra còn những người trong gia tộc có những cái suy nghĩ như thế, ngài đã tìm cách để mà làm giảm bớt hay là nhiếp phục, cảm hóa cái tính kiêu căng của cái hoàng tộc sắc giá này. Ngài đã dùng thần thông
tạo ra một cái cảnh tượng phải nói rằng từ trước tới giờ chưa có xuất hiện, như là ngài bay lên giữa hư không rồi tạo ra con đường bằng ngọc, rồi ngài hiện cái một cái thần lực song song làm cho nước và lửa cùng phát sinh ra từ cái lỗ chân lông, và nhiều cái điều kỳ diệu khác. Và chính vì những cái điều kỳ diệu này làm cho cái tâm cống cao ngã mạn, cái sự so sánh giai cấp trong gia tộc của những người dòng họ sắc giá bị khuất phục. Và và kể từ đó thì Đức Phật ngài đã có những lời hỏi thăm cũng như là có cái lời giải đáp những cái thắc mắc, nhất là những cái thắc mắc mà hai vị đệ tử ngài Sariput và ngài Moggallana muốn hỏi để Đức Phật có cái duyên sự để trình bày. Trong cái phần giải đáp về thắc mắc đó, thưa quý vị, rằng chính vì cái câu hỏi mà hai vị trưởng lão Sariput và ngài Moggallana cái hỏi đó, chính vì cái câu hỏi này mà đã làm cho tất cả mọi người, kể cả vua cha Suddhodana và những người ở trong hoàng tộc đó, mới cảm nhận được, mới biết được con đường mà Đức Phật ngài đã đi. Thì hai vị trưởng lão đó hỏi Đức Phật rằng muốn trở thành một vị chánh đẳng chánh giác đó, thì phải tu tập như thế nào, và phải trải qua bao nhiêu là công hạnh, bao nhiêu là cái khó khăn để mà đạt thành một quả vị của một vị Phật. Đây là một câu hỏi giống như là không phải hỏi vì thắc mắc, mà hỏi để mà để cho Đức Phật có cái duyên sự ngài kể về cái con đường từ khi phát nguyện, từ khi ngài muốn tiếp độ tất cả chúng sanh phát nguyện thành quả Phật chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới kể rằng về muốn thành tựu một cái vị quả vị chánh đẳng chánh giác á, thì phải trải qua là 7 A tăng kỳ phát nguyện ở trong tâm. Rồi 9 A tăng kỳ phát nguyện thành lời, 4 A tăng kỳ và 100.000 đại kiếp thực hành 10 ba la mật, rồi trải qua những cái thời kỳ Đức Phật thọ ký, một cái con đường phải nói rằng không thể tính bằng thời gian cũng như là công sức, mà là bằng một cái tâm lực, bằng một cái tâm lực. Cái tâm lực mà của một vị Bồ Tát muốn thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác, và ngay chúng ta bây giờ đó là những người học Phật, khi mà chúng ta có những cái mãnh lực tâm, khi mà chúng ta có những cái kết quả hành thiền hay là làm các công đức, khi mà mãnh lực tâm của chúng ta nó mạnh đó, thì chúng ta cũng có một đôi lần chúng ta phát nguyện trở thành hay là hướng đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Cái điều này có. Những người đã từng tham gia những khóa thiền, quan hỷ với cái pháp hành thiền, hay là chứng kiến những cái cảnh tượng mà gây cho bản thân mình một cái cảm xúc lớn mạnh, hay là nghe một cái thời pháp mà cảm thấy rằng cần phải nỗ lực cố gắng để mà thành đạo thành quả, và đã từng để mà phát nguyện không chỉ là chấm dứt sinh tử luân hồi, mà còn có cái tâm từ bi muốn giúp đỡ những người, những chúng sanh khác, thì cái điều này có. Nhưng mà thưa quý vị rằng từ khi mà phát nguyện trong tâm, với cái
mãnh lực ít ỏi đó, chúng ta chỉ giữ được một cái khoảnh khắc thời gian rất là ngắn, chứ đừng huống hồ, đừng nói chi rằng là tính bằng bằng tháng hay bằng năm. Chúng ta chỉ phát nguyện ở trong một cái khoảnh khắc mà chúng ta, tâm lực của chúng ta đủ mạnh, đủ để đủ cảm xúc. Nhưng mà sau đó thì chúng ta lại không có giữ được cái tâm nguyện đó. Chúng ta thấy có nhiều cái cản trở khó khăn quá, tâm của chúng ta không đủ sức, thì chúng ta lại không có dám nguyện nữa. Nhưng mà đối với một cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác thì phải nói rằng Ngài phải giữ cái tâm nguyện đó suốt một cái thời gian mà tính bằng A Tăng Kỳ. Mà cái A Tăng Kỳ này thì là một cái đơn vị trong Phật giáo khó có thể hình dung được, mà chúng ta có thể mà kể từng năm, từng tháng, từng kiếp, từng giây, từng phút, một cái thời gian phải nói rằng khó có thể hình dung được. Và chẳng những phát nguyện trong tâm, khi mà đủ cái nội lực thì lại phát nguyện thành lời. Quý vị để ý rằng ngay cả cái việc mà chúng ta muốn làm điều tốt, chúng ta có cái ước muốn làm cái điều tốt, giống như là giúp đỡ xây nhà hay là xây cầu đường, chúng ta có cái sự sắp xếp từ mấy tháng trước, từ một năm trước, thì trong cái thời gian sắp xếp vật tư, kinh tế cũng như là thời gian, thì chúng ta đã gặp một số cái khó khăn, nhiều khi lại là bỏ cuộc, không có làm cái điều tốt đó được. Nhưng mà cũng có thể chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó được, và đến lúc mà chúng ta xin phép, chúng ta nói bàn với những người khác để chung tay hùng góp, cũng như là xin phép giấy tờ chính quyền, thì cái lúc đó đó thì cái sự khó khăn nó khó hơn, nó gặp nhiều cái trở ngại nhiều lần hơn là lúc mà chúng ta chỉ có cái dự định. Dạ. Và khi mà bắt tay vào cái công trình để mà làm cái việc thiện đó thì lại gặp nhiều cái khó khăn cản trở khác. Cái khó khăn thứ nhất, thưa quý vị, rằng đó là cái thử thách chính bản thân mình. Cái thách, tức là khi mà chúng ta có cái ý để mà sắp xếp nè, nhưng mà quan sao ngày hôm một hai hôm thì cái ý định nó còn nung nấu, nó còn muốn hay không. Và khi mà xin phép được giấy tờ, xin phép được chính quyền, hay là xin phép được cái bản vẽ, hay là nhiều người bạn bè hùng góp, thì lại có ý kiến này, ý kiến nọ, rồi có nhiều cái trở ngại từ cái những cái điều kiện xã hội, thì lại làm cho chúng ta nản lòng, đôi khi chúng ta lại gậy cánh ngang. Rồi chúng ta vượt qua những cái khó khăn đó, đến khi bắt đầu công trình lại gặp những cái trở ngại như là thời tiết, rồi nhóm thợ, rồi vật tư, rồi giá cả vân vân, lại làm cho chúng ta chùn bước. Chỉ có những người nào có cái tâm nguyện, có cái tâm lực vững mạnh, chắc chắn, và từng làm, từng nuôi dưỡng những cái việc thiện đó, những cái công trình đó, từng có kinh nghiệm, thì thưa quý vị rằng người đó sẽ thành công. Giống như rằng giống là như vậy, cái lời phát nguyện để giải thoát đó, chúng ta phải phát nguyện thường xuyên, chúng ta phải nuôi nó, nuôi cho nó đủ lớn mạnh. Bây giờ thì chư tăng hay là các quý vị, chúng ta mỗi khi làm phước, mỗi khi làm các cái việc thiện, chúng ta hay phát nguyện bằng những cái câu kinh, những cái câu kinh soạn sẵn. Nhưng mà tâm của chúng ta cần phải phát nguyện cho được rõ ràng, mạnh mẽ, để mà nuôi, nuôi cho cái tâm lực nó đủ mạnh. Khi mà gặp những cái khó khăn cản trở, giống như là bây giờ là người đời cư sĩ,
Bây giờ mình nuôi cái tâm để mà xuất gia thoát tục. Chúng ta không đu nuôi đủ cái tâm lực mà mình mở miệng mình nói xin phép những người có trách nhiệm, hay là mình mang ra để mình nói những người quen biết, thì khi những người đó lại có cái sự cản trở, hay là lúc đó cái tâm lực của chúng ta yếu, chúng ta không có thực hành được cái việc mà xuất gia. Tất cả đều phải nuôi dưỡng. Thì qua cái thời pháp mà Đức Phật Ngài nói về cái con đường, cái việc làm về cái hạnh ba la mật vân vân, kể cho vua cha Suddhodana và hoàng tộc nghe tại khu vườn Nirodhasrama, thì sau cái thời giảng đó mọi người đều rất là hoan hỷ. Phải nói rằng từ trước tới giờ chỉ nghe Đức Phật, một vị hoàng tộc xuất gia trở thành Phật, nhưng mà không biết cái con đường hay là Đức Phật là như thế nào. Cái điều này cũng rất là quan trọng, nếu mà chúng ta chịu tìm hiểu kỹ để mà chúng ta biết được, chúng ta đảnh lễ Phật, đảnh lễ ân đức của Phật, chúng ta phải biết con đường của Phật và làm sao để trở thành Phật. Thì lúc đó tâm của chúng ta khi mà đảnh lễ trước một cái tượng Phật, một cái hình ảnh Phật, hay là nghĩ về một cái ân đức của Phật thì phải nói rằng một cái sự thành kính có chất lượng, có chất lượng. Rồi sau cái thời pháp đó thì mọi người trở về trú xứ của mình. Tuy nhiên thì có một cái điều sự cố xảy ra. Cả hoàng tộc, những người trong hoàng tộc, hoàng cung, cũng như là vua cha Suddhodana đã nghĩ rằng Đức Phật cũng như là hoàng tộc ở trong nhà thì đâu cần phải mời thỉnh. Ngày hôm sau thì tự chắc là tự động sẽ đến cung điện mà thôi. Chính vì vậy mà không có một lời mời thỉnh cầu để mà cúng dường ở trong hoàng cung. Sáng ngày hôm sau thì Đức Phật và Chư Tăng đã thực hành theo cái hạnh trì bình khất thực. Trì bình khất thực. Từ ngoài cổng thành hướng vào trong cung điện thì các ngài đi khất thực từng nhà. Và cái hình ảnh mà quý vị biết rằng một cái vị hoàng tộc bây giờ là một cái vị Đức Phật cùng với Chư Tăng, và Chư Tăng quý vị biết trong các quý vị Chư Tăng cũng rất là nhiều các quý vị ở giai cấp hoàng tộc cũng như là giai cấp lãnh đạo, mà ôm bát đi trì bình khất thực từng nhà, có nghĩa rằng là không có phân biệt nhà cao, nhà rộng, nhà nghèo, nhà giàu, cũng không phân biệt là người đẹp, người xấu, mà các ngài cứ tuần tự đi đến từng nhà, rồi họ vẫn cung kính để mà cúng dường. Họ không nghĩ rằng mình có thể cúng dường được với những cái người ở tầng lớp giai cấp cao như là tầng lớp vua chúa đâu. Bởi vì giai cấp ở trong xã hội thời bấy giờ rất là khó khăn, rất là gắt gao. Thì cái hình ảnh đó đã làm cho dư luận xôn xao. Nếu bây giờ thì phải nói rằng nếu như thời điểm bây giờ đó thì có thể nói rằng là một cái tiêu điểm mà có thể các cái trang mạng hay là các cái trang mà trực tiếp đưa tin một cách rộng rãi, tại vì một cái sự kiện chưa từng có xảy ra ở thời điểm bây giờ. Thì cái dư luận đó truyền đến hoàng cung và lập tức truyền đến Đức Vua Cha Suddhodana. Và Đức Vua Cha Suddhodana khi mà nghe cái tin như vậy đó, phải nói rằng rất lấy là buồn và sốc. Nghĩ rằng dầu sao cũng là một cái vị trong hoàng tộc vua chúa thì bây giờ lại đi xin ăn. Nói thật ra là cái việc mà trì bình khất thực
là cái hình ảnh đi xin ăn từng nhà ở trong thời điểm bây giờ. Thì phải nói rằng vua lập tức đi đến để gặp Đức Phật, để hỏi cái cớ sự tại sao mà Đức Phật lại làm như thế. Thì khi mà giáp mặt, Đức Vua Cha đã nói với Đức Phật như là một cái sự trách hờn. Dù sao Thái tử vẫn xem như là đức vua của nước này, chẳng lẽ nào cả ta và hoàng tộc không lo nổi cho Thái tử một bữa cơm mà lại đi xin ăn lang thang như kẻ đầu đường xó chợ như thế? Tại sao mà Đức Phật lại nỡ làm tổn thương hoàng tộc, cũng như là làm nhục nhã truyền thống của cái hoàng tộc Sắc Giá? Thì trước cái câu trách hờn của Đức Vua Cha Xuất Thô Đa Ná, Đức Phật ngài ngài rất là từ tốn để mà ngài giải thích. Đức Phật ngài nói rằng Như Lai không hề làm tổn thương hay là làm nhục nhã truyền thống của hoàng tộc Sắc Giá, mà cái việc trì bình khất thực đó là làm theo cái truyền thống dòng dõi của chư Phật ba đời nha, chư Phật ba đời. Lúc đó thì ngài mới giảng thêm, ngài giảng rộng ra cái ý nghĩa cái việc mà đi trì bình khất thực đó. Thưa quý vị, rằng Đức Phật ngài nói rằng khi mà đi trì bình khất thực như vậy đó, thì cái người đi khất thực khi mà nhận một cái món đồ cúng dường, dù là chút ít như là một muỗng cháo, một muỗng cơm hay là một cái món ăn được chuẩn bị kỹ càng của những người giàu có, những người có điều kiện, thì cái người nhận, cái người đi khất thực đó đều xem trọng như nhau, đều xem trân quý những cái món ăn đó như nhau. Và cái điều đó nói lên là đối với tất cả mọi người đều là bình đẳng, không có phân biệt giàu nghèo hay là sang giàu. Rồi cái người mà cúng dường đó, thưa quý vị, rằng đi trì bình khất thực là một cái cách để mà tiếp độ hữu hiệu cho những người có cái lòng tin, họ có thể cúng dường, họ có thể cúng dường bố thí, gieo duyên với lại cái giáo pháp. Và cái tiếc rằng ở trong cái thời đại hiện nay đó, ở Việt Nam, các cái nơi như là ở những cái nơi đông đảo chư tăng lại ít có việc mà tổ chức sinh hoạt để mà trì bình khất thực trong làng xóm, tại vì có những cái điều kiện khó khăn, bất tiện. Nhưng mà nếu mà quý vị có cái điều kiện thời gian đó, quý vị về những cái vùng ở miền Tây, ở vùng Trà Vinh, hay là có cái điều kiện hơn nữa đó, để mà đi hành hương tại xứ Myanmar hay là ở Thái Lan, quý vị sẽ bắt gặp được những cái hình ảnh mà quý vị nghe đọc ở trong kinh điển, đó là mỗi sáng chư tăng sẽ trì bình khất thực ở trong xóm làng. Và nhất là cái hình ảnh mà Tịnh Đạt có lần đầu tiên bắt gặp tại xứ sở Quốc giáo Miến Điện, với chư tăng đi khất thực, một cái hình ảnh một đoàn chư tăng
10 vị, 20 vị có đi từ sáng sớm cho đến trưa để mà đi tất cả các cái trong cái con đường ở trong xóm để mà nhận những cái chén cơm, những cái món thức ăn về để mà dùng cơm trưa. Thì cái hình ảnh đó làm cho mình động, làm cho mình xúc động. Khi mà ôm bát đi trì bình cất thực đó, quý vị nào đã từng có cái duyên lành để mà trải nghiệm thì có một cái chia sẻ ở đây, đó là khi mà chính bản thân mình là một cái vị xuất gia mà mình ôm bát đi khất thực, phải nói rằng hạnh phúc lắm, nhưng mà nó cũng cam go lắm. Tại vì á, mình đó giờ thì mình chưa có quen, mà lần đầu tiên quý vị biết rằng Tịnh Đạt ở trong trường thiền Bandita ở Pago, trường thiền Bandita ở trong rừng á, thì đi theo chư tăng để mà ra làng khất thực, đi chân không đi vào làng, nó khác với lại ở Việt Nam mà tổ chức đi bắt họ trong chùa. Tại vì chùa thì mình có cái con đường đi sẵn, còn trong làng thì nó không có con đường đi sẵn, mà mình phải đi theo lối mòn, thì đi theo đường nhựa và đi theo lối mòn, nhiều khi đi qua những cái con đường mà đá sỏi, rồi những cái con đường mà phải nói rằng mình đi chân không là chắc chắn là mình phải nhón gót mình đi thôi, chứ mình không có đi bình thường được, nó đau lắm. Rồi tự nhiên mình thấy rằng hôm nay mà mình đi từng nhà để mình nhận từng cái chén cơm, từng cái muỗng cơm của người Phật tử cúng dường đó, mình nhận nó bằng một cái sự trân trọng lắm nha. Tại vì dù sao đó là công sức của mình nha, công sức. Rồi cái người cúng dường đó, họ thưa quý vị rằng họ thấy chư tăng mà từ xa đi đến họ thành kính lắm. Ở ngoài đường như vậy họ cũng quỳ lễ, rồi họ cúng từng một cái chai nước, từng một cái miếng bánh. Họ tuy rằng cái vật nó nhỏ nhưng mà cái tâm họ rất là lớn. Rồi chia sẻ với quý vị một cái điều xúc động nữa mà Tịnh Đạt bắt gặp được khi mà còn ở bên Miến Điện, tu học ở bên Miến Điện, đó là một cái lần Tịnh Đạt đi theo chùa để mà đi khất thực trong xóm làng đó. Thì chùa của Tịnh Đạt đi thì là một nhóm gồm có khoảng 15 vị. Khi mà đi vào trong làng đó, đến một cái con đường, thì con đường đó là khi mình đi cứ tới cuối đường mình phải quay trở lại, mình để đi nó không có đường thông ra đường khác, mình phải quay trở lại. Thì trước khi mà chư tăng chỗ mà Tịnh Đạt ở đó đi đến con đường đó, thì có một cái vị sư ở chùa khác đã đi đến trước. Và cái vị đó khi mà đi đến cái cuối đường quay lại đó, thì bắt gặp một cái hình ảnh nhóm chư tăng 15 vị, khoảng 15 vị đang đi tới. Cái vị này Tịnh Đạt nghĩ rằng cái vị này là cái vị xuất gia vô duyên, nhưng mà thấy cái hình ảnh đó rất là quan hỷ nha. Thì cái vị đó đứng lại và tắc bạch với chư tăng ở trong nhóm mà Tịnh Đạt đang đi đó, xin cúng dường cái bát cơm mà từ sáng tới giờ cái vị đó đi khất thực được. Từ sáng tới giờ đi khất thực được một cái bát cơm đầy như vậy, bây giờ quan hệ quá, thấy quan hệ quá, xin tắc bạch cúng dường cái bát cơm đó. Và cái vị đó chấp nhận đi bát lại từ đầu, đi bát lại từ đầu. Coi như là cả khoảng một tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ, rồi cúng dường hết tất cả các bát cơm mình có được, mình đi khất thực được. Thì một cái hình ảnh rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà ở trong cái khoảnh khắc đó làm cho mình xúc động lắm nha. Làm cho mình xúc động lắm. Chỉ có những cái sứ quốc gia, cái nơi mà có cái điều kiện tổ chức những cái sinh hoạt như vậy thì
chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị. Và tại cái nơi mà Tịnh Đạt đang ở Bình Phước đây, thì Chư Tăng cũng cố gắng để mà, nói chung là ở tỉnh lỵ xa xôi, ở khu ngoài đây thì dân cư ít dân cư, thì Chư Tăng cũng sắp xếp để mà đi vào trong làng để khất thực chỉ một tuần hai ngày thôi. Mà cũng có nhiều cái vui, tức là mình đi Chư Tăng đi khất thực thì cố gắng làm sao để mà tập cái thói quen cho mọi người là mình không có nhận tiền. Tại vì nhận tiền thì mình hướng dẫn cho họ vào chùa họ cúng tam bảo, mình chỉ nhận thức ăn thức uống thôi, để cho Phật tử bà con ở đây họ quen. Thì khi mà đi như vậy đó, có một lần đó, đi vào cái con đường đó là mình không có chuẩn bị trước, rồi mình cũng không biết con đường nó dẫn về đâu, tức là thấy đường cứ đi thôi. Thì có cái cô trong nhà họ cũng bước ra, cô nói quý sư đi con đường này là đường cùng rồi, không có đường ra. Nhưng mà thôi, thấy quý sư đi bát, con thỉnh quý sư vào nhà con cúng gạo. Cái thỉnh quý sư vào nhà, cô đi vô trong nhà, cô lấy gạo ra, cô dâng. Nó dâng mỗi vị một chén gạo gì đó. Cái cô cũng nói, quý sư ở chùa Tứ Phương Tăng thì con có biết, nhưng mà lâu quá rồi, cả 10 năm nay con không đi chùa. Quý vị thấy rằng cái việc mà đi trì bình khất, nó có những cái tình huống xảy ra bất ngờ lắm, mà rất là vui. Mình đem lại cái hình ảnh toàn đến cho cái người cư sĩ, người bà con trong lối xóm, phải nói rằng một cái việc làm, một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là tốt. Thì hy vọng rằng cái việc mà trì bình khất thực á, nó sẽ là một cái hình ảnh rất là hữu duyên đến cái người có duyên với Phật Pháp. Quay lại một chút xíu đó là chúng ta đi một vòng hơi xa, thời gian thì đang trôi dần rồi. Khi mà Đức Phật Ngài tự tốn để mà Ngài giải thích cho vua cha Suttodana đó về cái hạnh trì bình khất thực chư Phật ba đời, thì lúc đó Đức Vua Ngài mới nhận ra quả thật là một cái truyền thống tốt đẹp, một cái truyền thống tốt đẹp. Và khi mà nghe xong cái lời giải thích cũng như là cái thời pháp đó, thì vua Suttodana đã xúc động và chứng được quả nhập lưu, tức là tu đầu quờ. Và sau đó Đức Vua đã cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng về hoàng cung để mà thiết lễ trai tăng. Thì cái thời pháp cũng như là cái lời sắp tấn nhẹ nhàng từ tốn của Đức Phật đối với vua cha đó đã đúc kết lại với hai câu kệ ngôn pháp cú số 168 và 169 mà chúng ta đang học ngày hôm nay. Hai câu kệ ngôn pháp cú này nói về cái việc đó là đối với cái người sống chánh hạnh, ở đây là những cái chư Phật ba đời hay là chư tăng với cái hạnh đi khất thực, trì bình khất thực, không phải là cái người sống theo cái tà hạnh, tức là sống theo cái những cái nghề nghiệp không chân chánh, hay là sống theo cái cách đó là xem bói hay là đón thời tiết vân vân để nuôi mạng, hay là nói cách khác đó là làm những cái việc mà nuôi mạng không chân chánh. Thì đối với những cái người như vậy đó thì là có được cái hạnh phúc, cái an lạc ở trong cái đời này và đời sau. Nếu như mà chúng ta hiểu theo cái ý
Dạ, alo quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ, đang nó chắc bị rớt mạng. Dạ, quý vị có nghe là âm thanh rõ chưa ạ? Dạ, xa thú, xa thú. À, nếu như nói theo cái ý nghĩa mà chúng ta đang học theo cái duyên sự này đó, thì Đức Phật Ngài đang nói về cái người, hay là nói về cái những bậc xuất gia, à, những bậc xuất gia đang trì bình khất thực, đang trì bình khất thực, là những người sống theo cái chánh hạnh, những người có cái, xin lỗi, những người có cái, à, cái cuộc sống nuôi mạng chân chánh, à, nuôi mạng chân chánh, chứ không phải nuôi mạng một cách, à, không chân chánh. Và nếu mà chúng ta lại nói theo cái nghĩa đó là cuộc sống nuôi mạng chân chánh và cái cuộc sống nuôi mạng không chân chánh đó, thì nó còn nhiều thứ để mà chúng ta bàn. Ở đây á, chúng ta chỉ hiểu một cách ngắn gọn như thế này. Cái đời sống của mình á, mà tại Đức Phật Ngài cũng có chỉ những cái cách nuôi mạng chân chánh và những cách nuôi mạng không chân chánh, nhưng mà đối với cái cuộc sống của mình á, vừa đủ, vừa tiện nghi, vừa đủ tiện nghi, à, vừa đủ để mà không có những cái khó khăn cản trở, thì làm thế nào để mà mình đạt được những cái vừa đủ đó, thì chúng ta hãy chấp nhận, chúng ta hãy bằng lòng. Có những cái việc chúng ta gọi rằng kiếm lời trên công việc, nhưng đôi khi trong cái lời đó thì cần phải có cái sự khéo léo, mà nhiều khi cần phải có mánh mung. Nhưng thưa quý vị rằng hãy là cái người biết dừng lại, hãy là cái người biết kiểm soát bản thân mình. Ở đây chúng ta chưa có bàn nói về cái nghề nghiệp chân chánh hay không chân chánh, nhưng với bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta dùng để làm cái phương cách để nuôi mạng, làm cái dùng cái phương cách để mà trang trải cho cuộc sống của mình đó, hãy biết kiểm soát cái nguồn lợi đó, hãy biết dừng lại vừa khi mà chúng ta cảm thấy vừa đủ, đừng có để bị lún sâu. Ngay cả cái việc mà những việc làm chân chánh, nếu mà bị lún sâu đó, thì chúng ta vẫn bị coi như là cuốn theo cái lợi lộc và mất đi cái thời gian cơ hội để mà học pháp hay là hành pháp. Huống hồ chi đối với những công việc không chân chánh, chân chánh mà chúng ta dùng để làm những cái làm cái cuộc sống mưu sinh đó, thì hãy biết dừng lại khi đủ trang trải và hãy tìm cách để mà khắc phục, chuyển sang những cái nghề nghiệp chân chánh. Thì đó là một cái điều mà Tịnh Đạt muốn nhắn gửi một cách rất là chân tình. Tại vì Tịnh Đạt cũng có hiểu ngay cả người thân của Tịnh Đạt, ngay cả những người Phật tử đi đến chùa, thì Tịnh Đạt cũng biết rằng có nhiều cái khó khăn, nhiều cái gọi là thế bắt buộc mình phải làm những công việc đó. Nhưng hãy kiểm soát bản thân mình, hãy biết dừng lại khi đủ để trang trải và hãy tìm những cái cách khác. Bởi vì khi mà mình có cái định hướng như vậy đó, thì mình sẽ có một cái hướng đi đúng. Còn không có một cái định hướng từ ban đầu, thưa quý vị rằng dễ bị lún sâu, dễ bị cuốn theo, và từ đó thì nó tạo ra nhiều cái môi trường bất lợi cho bản thân mình. Bất lợi ở đây là bất lợi về thời gian, bất lợi về cái sức khỏe, và bất lợi về những cái nghiệp quả mà chúng ta tạo.
Và như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu qua về cũng như là cái duyên sự trong cái câu kệ ngôn nhóm hai câu kệ ngôn số 168-169. Tịnh Đạt nhớ hồi nhỏ đó có học giáo lý và có nghe một cái câu kệ, một cái câu thơ mà không biết bây giờ tìm lại ở đâu, học thuộc lòng. Cũng trong một cái tình trường hợp, cũng trong cái sự kiện đó là Đức Phật về thăm Cố Hương và tiếp độ vua cha, trong cái tình huống là Đức vua cha hỏi về cái truyền thống trì mình khất thực của chư Phật ba đời. Nếu mà quý vị có biết được cái nguồn thì cho Tịnh Đạt xin. Cái câu đó như thế này: không nên coi rẻ hạnh trì bình, chánh mạng độ người có đức tin. Vì lẽ người hành theo thiện hạnh, an nguy hiện tại kiếp lai sinh. Cái câu này thì Tịnh Đạt lúc mà hồi nhỏ học giáo lý thì có nghe và học thuộc lòng, nhưng mà không biết cái nguồn ở đâu, bây giờ tìm trên mạng cũng không có thấy. Không nên coi rẻ hạnh trì bình, chánh mạng độ người có đức tin. Vì lẽ người hành theo thiện hạnh, an vui hiện tại kiếp lai sinh. Câu kệ ngôn, cái câu kệ thơ này cũng như là lời kết thúc trong cái buổi sinh hoạt trên đàn Pháp Cú Kinh qua câu kệ ngôn số Pháp Cú số 169. Xin tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã cùng tham gia diễn đàn và tham gia suốt cái thời gian vừa qua. Dạ, một lần nữa con xin kính chúc sức khỏe Chư Tăng và chúc sức khỏe tất cả quý vị, mong tất cả được sự an lành tấn hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trả lại với diễn đàn ạ. Dạ, sao thú lành thay. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Tịnh Đạt minh hạnh cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mắt đến Thượng Tọa Minh Hạnh. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba buddha nukha vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba dhamma nukha vena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabbe devata sabba sangha nukha vena sada sati bhavantu te. Tất cả phương hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã rộng vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti quy ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa le thề ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sapa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng pa tiết cha te
sappe pi dukkha sakarantu sankhayam tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hề ra khan tu sắc thầm mô sappe pi thầm ma cha ri no vua thiệm sâm pa vô ni ya ma thầm ma ri ya pa vệ di tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử tập vào rung nghe pháp, kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống.